Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công của chương trình Gala Chào Xuân những năm trước, vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, Liên hiệp Khoa học Công nghệ Xanh Việt Nam, Hội Di sản Thành phố, Viện Đào tạo Du lịch phối hợp với Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trị liệu Việt, Mạng Doanh nghiệp Sài Gòn đã phối hợp tổ chức thành công chương trình Gala Chào Xuân Nhâm Dần 2022 và lễ vinh danh doanh nhân, doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm dịch vụ tiêu biểu và nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy đã vinh dự nhận được danh hiệu là doanh nhân xuất sắc 2022 trong chương trình này. Và dịp này thì cô cũng giới thiệu đến khán giả và khách hàng của mình bộ sưu tập chào đón Xuân Nhâm Dần. Thank you.
chương trình của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chương trình thiện nguyện. Chị đã cùng đồng hành với ban tổ chức của chúng tôi. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn cho quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn ạ.